Kể từ 0 giờ ngày 27 tháng 3 theo giờ Đức, cuộc đình công có quy mô lớn nhất trong hơn 30 năm qua tại nền kinh tế đầu tàu châu Âu đã khiến tình hình giao thông trên cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường không rơi vào hỗn loạn. Hai sân bay lớn nhất của Đức là Munich và Frankfurt phải tạm dừng các chuyến bay. Nguyên nhân là 350.000 nhân viên của nghiệp đoàn Verdi cùng nghiệp đoàn đường sắt và giao thông của Đức đình công để phản đối các chủ lao động không tăng lương trong bối cảnh lạm phát ở Đức tăng cao. Các nghiệp đoàn giao thông của Đức yêu cầu giới chủ tăng lương từ 10,5 đến 12% một tháng cho người lao động, tương đương 500 đến 650 euro một tháng. Tuy nhiên, giới chủ các dịch vụ công hiện chỉ đưa ra đề nghị tăng lương theo hai bước, gồm tăng lương thêm 5% và khoản thanh toán một lần 2.500 euro. Theo đánh giá của Hiệp hội Sân bay ADV của Đức, cuộc đình công sẽ ảnh hưởng tới khoảng 380.000 hành khách hàng không, trong khi các chủ lao động vẫn chưa có đề xuất khả thi. Các nghiệp đoàn đại diện cho người lao động trong ngành giao thông của Đức để ngỏ khả năng sẽ tổ chức các cuộc đình công vào lễ phục sinh diễn ra trong tuần đầu tháng 4 tới. Thế Dũng, phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại châu Âu.